xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Ngày hôm nay Minh Hiếu tiếp tục đưa tất cả quý vị đến với nhà hai chị em mồ côi Sinh và Di. Trong thời gian vừa rồi thì Minh Hiếu cũng khá là bận công việc cá nhân nên là cũng không đưa tất cả quý vị đến thăm hoàn cảnh của hai chị em mồ côi được. Và trong thời gian vừa rồi ấy, thì thông qua kênh của em Hiệp cũng như là kênh của Tuấn Nắng Bản thì quý cô bác khán giả cũng đã nắm được và cũng đã biết được là trong thời gian tới là sẽ triển khai ngôi nhà của hai chị em mồ côi đó. Và đúng như mong muốn cũng như là đúng như những gì mà quý cô bác anh chị khán giả góp ý sau khi video của Minh Hiếu vào quay nhà hai chị em mồ côi, các cô các bác cũng đã góp ý rằng là nên gọi em Hiệp vào để quay và kêu gọi giúp đỡ các em, bởi vì là kênh của Minh Hiếu thì quả thực là lượng tương tác nó cũng rất là thấp và quý nhà hảo tâm đóng góp cho kênh thông qua kênh của Minh Hiếu ấy, thì số tiền cũng chưa được nhiều. Do vậy là sau khi em Hiệp Tam Giác Mạch vào kêu gọi cho các em thì cũng có một cái kết quả rất là mừng là các em trong thời gian tới sẽ có một ngôi nhà bé bé thôi. Và quả thực là một cái tin vui, một cái tin rất là vui. Và ước mơ của các em trong thời gian tới, và nếu mà Tam Giác Mạch không đến, quả thực là một cái điều rất là khó. Riêng Minh Hiếu cũng như là Nắng Bản thì sẽ rất là khó để kêu gọi được một ngôi nhà với cái số tiền hàng trăm triệu, rất là khó. Và ngày hôm nay Minh Hiếu vào đây thì thời tiết khá là âm u, mưa phùn nhỏ. Như quý cô bác chị thấy ở những cái ngọn núi ấy. Chào anh nhé. Đây. Hơi trơn một chút. Đâu anh? À đi chơi à? À em vào trong này tí thôi mà. À nhà anh ở đây à? Ở trong này à? À đi đâu? À đi chơi thôi gì? À rồi, em đi vào trong nhà hai cháu một cô trong này tí. Thế à? Ờ. Là cái nhà kia không? À có chứ. Ờ. Cái nhà thì anh khá là anh cho. À cái đấy thì do em Hiệp. Ờ có một do em Hiệp. Hôm đó em Hiệp vào ấy. Ờ anh có phải anh em trong nhà không? Có chứ. Có anh em trong nhà của hai bé Sinh Di không? Ông chưa? Ờ. Có chứ. Hai bé mồ côi đây này. Ừ. Phải anh em không? Họ chú ở nhà mà. À nhưng mà anh là chú à hay là cái gì? Ở chú thôi. Chú nhà Sinh à? Mình á? Ờ anh ấy. Không. Thì... không phải anh em đâu gì? Hàng xóm là gì? Hàng xóm. À sắp tới mới làm. Ờ à? Sắp làm rồi. Ờ vâng. Đấy hôm nay gặp nói chung là với cái thời tiết này mà di chuyển một cái trên một cái con đường mà có đá với lại đất lẫn lộn này thì khá là trơn đấy mọi người ạ. Rồi, ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo chân của Minh Hiếu vào nhà hai chị em mồ côi nhá. Các bạn thân mến, hôm nay thì do đường trơn quá nên là xe máy mà để đây rồi. Một cái tin phải nói là rất là vui mừng và một cái món quà cực kỳ là lớn của em Hiệp Tam Giác Mạch đã đem đến cho hai chị em Sinh Di. Nếu mà không có sự kết nối của em Hiệp cũng như là anh em YouTube thì rất là khó có thể các em có thể có được một ngôi nhà. Nếu mà có thể là vẫn có nhưng mà cũng thời gian nó sẽ rất là lâu. Lâu về lâu dài thì sẽ có. Bởi vì hiện tại thì Đảng Nhà nước cũng rất là quan tâm đầu tư những cái chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo rồi là hộ đặc biệt khó khăn ở những cái xã vùng sâu vùng xa. Thì thông qua những cái thước phim của em Hiệp cũng như là em Tuấn thì hình như hiện tại là cái nền nhà của các em thì cũng đã được phá bỏ những cái
những cái bức tường cũ rồi. Đấy. Đây. Mình hiểu quay camera ra cho đằng trước cho tất cả các bạn xem. Đường như thế này thì rất là khó rồi. Rất là khó có thể xe máy. Sau này nếu mà có thể vận chuyển vật liệu ấy bằng xe máy hết. Chắc chắn là bằng xe máy hết, bởi vì hoặc là bằng người thôi, bởi vì ô tô là không lên được rồi, cái đường này rồi. Xe máy còn rất là khó, nếu mà cứ mưa phùn kiểu này là cũng rất là khó đấy, xe máy cũng rất khó luôn. Như thế là không bao giờ lên được. Bởi vì là rất là trơn. Mình Hiếu cũng vừa liên hệ lại chỗ em Pó, người anh của Sinh Di và các em là ở nhà. Nên là mình Hiếu vào đây thăm các em một chút. Rất là may Tuấn Nắng Bản là đã chuộc lại được cái tech rồi. Tech của các em. Chào Di nhá. Rồi các bé này. Mặt nhọn nhem quá. Sinh chín nhó chứ. Nhó chín nhó. À, ra lại biết nói tiếng phổ thông nhá, sinh gái phết đấy nha. Hôm nay đi làm gì? Mùa chị? Hôm nay mùa tê. Mùa tê à? Vẫn đi mùa tê á? Mùa xuân tê à? À đây. Và đây là cái nền nhà của các em, cũng xa ra là cũng rộng phết đấy mọi người ạ. Hôm nọ thì Tuấn đã vào cùng người chú là đã san hết rồi. Còn mỗi cái bức kia là hiện tại đang còn liên quan đến cái túp lều nên là chưa san được. Cái này vừa làm à? Vừa làm xong à? À, Pó ở nhà không? Pó ơi. Pó nhà học chị. Pó chị nhỏ. Pó nhỏ, Pó chị nhỏ qua một căn đá đó nhà học chị. Di ơi. Di. Di. Tụi Di à? Tụi Di ơi. Đi gọi Pó về, đi gọi anh Pó về nhá. Anh Pó, anh ăn cơm xong chưa? Gọi anh Pó về lên đây tí nhá. Thấy chưa? À, thì một là bà trưởng, một là. Đi gọi đi để... Bởi vì là mình hiểu không nói được tiếng Mông nên là rất là khó. Các em thì không nói tiếng phổ thông mấy. Cũng rất là rộng phết đấy mọi người ạ. Cái nền nhà như thế này là quá rộng rồi. Và cái nền nhà cũ thôi, không phải thêm một cái gì cả. Bây giờ chỉ có đào móng là thực hiện thôi. Sau khi em Hiệp cũng đã vào trao đổi với chú Ly, bí thư chi bộ, cũng như là người chú của Sinh Di ở nhà bên dưới này ấy, về cái vị trí đất cũng như là khẳng định cái chỗ đất của các em là đến đâu luôn, là cũng đã thống nhất được rồi. Bởi vì ở đây quanh đây toàn là nhà của anh em trong nhà hết mà. Nhà của anh em, nhà Sinh Di hết. Ôi giời, mưa quá nhỉ. Mưa quá nhỉ. Ôi giời ơi sao. Lâu lắm không đến các em rồi. Sao mấy bạn này mặt nhọn nhem thế? Hả? À? Chỉ rua mùa á? Chỉ thích chơi mùa ăn. Chỉ mua đây à? Ôi dồi ôi. Bỏ này ra cho nó sáng em. Bật điện lên. Mùa tỉnh chứ mùa á? À. Lâu lắm không đến cái chỗ túp lều của các em rồi. Đấy, sáng sáng chưa? Sáng sủa luôn.
Ờ, nhất trí luôn. Đấy, bây giờ các em là rất là ngoan ngoãn rồi. Biết mời ngồi uống nước rồi. Mò đây chị mua á? Hả? Chị mua á? Bên trong thì vẫn như vậy thôi. Mấy nữa là sẽ có cái căn nhà mới rồi. Thì các em cũng ở tạm trong vài khoảng độ trong thời gian làm chuẩn bị làm nhà. Cái pin này được khá lâu đấy. Như các em chia sẻ là cái pin này là được lâu lắm. Cái pin năng lượng này. Bầu chị bầu. Hai cái rồi. À đấy, biết nói đấy. Mời anh uống nước cho nào. Xinh gái phết đấy, lâu lắm không vào nhìn em xinh gái phết nhỉ. Dùng dùng á. Có khu nhà. Có ở nhà không? Anh có ở nhà không? À. Đấy. Thiếu nữ thực ra là em sinh em. Thực ra là em sinh em cũng suy dinh dưỡng nên là không lớn. Uống nước đi em. Mời tất cả quý vị khán giả uống nước nhá. Đi vào đây em. Rồi. Vừa đi học về à? Đi em đi bộ à? Đi bộ thôi. Ồ thế không đi qua đường xe. Vào đây uống nước. Vào đây. À có. À đây. Uống nước tí. Đi bộ qua đường tắt à? À thế anh không biết, anh cứ tưởng là em đi qua đường xe máy kia. Nhìn chả thấy đâu. Đi bộ ra mà. À đi qua khẩu khứ chỗ nhà em cái gì nhỉ? Em không có chân tay kia đúng không? Đi qua gần nhà kia không? Thế chả đi qua gần chỗ nương em à? Đi qua gần nhà thằng coi không có chân tay. Ờ đi qua chỗ đấy đúng không? Vâng. À đi qua chỗ đấy là tắt xuống thẳng xuống đúng hồ luôn đấy nhà. Vâng. À. Dạo này cái tách này còn nước nhiều không? Nước còn nhiều không? Không. Không có nước nữa à? Nước không về nữa à? Nước không về nữa. À, đây uống nước đi này. Giờ lâu lắm không gặp hai bé rồi. Chuẩn bị làm nhà rồi đúng không? Đúng. Anh Hiệp vào rồi đúng không? Vâng. Cái nền này làm lâu chưa? Cái nền đấy. Cái nền nụ cũ này. Làm từ 5 ngày rồi. 5 ngày rồi? Vâng. Anh Tuấn vào đúng không? Vâng. Thôi cố gắng thôi. À đây, Minh Hiếu đang nói dở câu chuyện là em sinh này. Thì sinh dưỡng quá, như ví dụ như nhà khác là 17 tuổi là đi lấy chồng rồi đấy nhỉ? Vâng. Đi lấy chồng là mù gì nhỉ? Yuchi nhỉ? Ừ. Đấy. Có người yêu chưa? Hả? Người yêu là cái gì? Một tấm là tổn lúc à. Hả? Một chứ mua? Ai da. Có. Đấy. Có rồi à? Ừ. Có rồi, ở đâu? Ở xóm này hay ở đâu? Nho Từ. Nho Cả Từ. Chị bác đi chợ. Không biết xóm. Ở tận đâu? Xa không? Xa nhưng mà không biết. Ừ. Yeah. Thôi chăm sóc em bé em Di này lớn đã nhá. Xong đi lấy chồng sau nhá. Không có đi lấy chồng là em Di em khác ở là không được đâu. Em còn bé quá. Bây giờ bố mẹ như thế là cố gắng thôi. Không bỏ em đi lấy chồng là em Di lại không biết làm cái gì để ăn là mệt đấy nha. Uống nước đi. Bây giờ vun ngô rồi á. À, nãy em bảo đi làm gì, mua quá chị nhỉ? Mua chị nhỉ? Tôi nãy bảo... À cái gì?
đi làm nữa. Làm nữa. Thế cái nối chết từ xó xả lộng. À không phải đi thế anh cứ tưởng là làm nương xong rồi. Không, chưa xong. Chưa xong á? Vâng. Chả trồng bên dưới này chả lên hết rồi đây, ngô lên rồi đây. Trồng hết rồi nhà mình có chỗ kia. À. Xa lắm à? Vâng, xa. Ôi giời. Chịu khó thôi. Mấy hôm nay đang mưa đất mềm. Vâng. Làm được rồi. À. Cái đèn này có sạc thường xuyên cho ông đấy. Có. Ngày nào cũng phải đi sạc nhá. Vâng. Ban ngày đi sạc đi. Được lâu lắm rồi nhỉ? Lâu rồi. Rất là dễ, dùng rất là dễ, chỉ cần một động tác là cắm mà thôi. À, là dùng. Các em cũng ăn ở rất là gọn gàng sau khi mình Hiếu cũng như là Nắng Bản, em Hiệp đến cũng dạy dỗ cũng như là dặn dò các em ăn ở rất là sạch sẽ. Ngôi nhà sạch. Phải công nhận là các em ý thức rất là tốt. Đấy, thì hôm nọ bỏ hết mấy cái âu nhựa đi rồi đúng không? Bây giờ dùng cái kia nhá. Dùng cái kia đó. Cứ dùng cái âu nhựa suốt. Đấy, mấy lần anh xem Hiệp vào ấy. Sao có bát mà các em cứ ăn múc trực tiếp là như nào? Hả? Phải cho vào bát, ăn cơm phải cho vào bát nhớ chưa? Phải cho vào bát là lu đỉ đúng không? Đấy, cho vào lu đỉ nó màu ấy. Đấy, phải cho vào bát nhớ chưa? Không được lấy cái thìa như thế này là không được, như này mất vệ sinh ấy. Đó. Bởi vì là nhiều người ăn mà. Nếu mà một mình khác ăn đi được, ăn thế nào cũng được. Đó. Nhưng mà hai người trở lên là mình phải ăn uống vệ sinh sạch sẽ tí nhá. Gọn gàng cho nó nhìn cho nó lịch sự tí. Ăn trực tiếp vào nồi nhìn nó không đẹp tí nào. Đó. Cố gắng nhá, đợt nọ anh và anh mua bát hôm vào là anh không phải để làm gì cả. Cứ dùng đi, không sợ đâu. Không sợ là cất làm gì cả, cất để dành làm gì. Mua về dùng mà. Đúng rồi. Có phải mua về cất đâu. Phải mua cái mua về dùng. Đấy, các cô còn gửi cả cái thau inox kia dùng, đảm bảo còn dùng cái nhựa làm gì. Nên là dùng, ăn xong là rửa sạch sẽ đi. Đấy, còn dầu rửa bát thì dầu rửa sạch sẽ đi. Vệ sinh sạch sẽ gọn gàng đi. Cái nồi kia thi thoảng mang đi đánh cho nó sạch cái nắp cho nó đen quá. Nấu cơm nó mới sạch được. Đấy. Nhà cái túp lều của các em ấy không ổn định mấy nên là đợt rồi là có người về rình mò. Em Sinh, bởi vì em Sinh đang tuổi lớn này, cũng không biết được nào mà lần được. Với lại là trong thời gian vừa rồi thì cũng được các nhà hảo tâm rồi là anh em Hiệp cũng như là Tuấn là mua cho ít đồ nữa. Nên là cũng không biết được nào một lần. Cái túp lều như này thì các em đi làm nương thì ai vào cũng được. Không khó gì để vào đây cả. Là che hết bằng bạt hết thôi. Nên là rất là nguy hiểm. Nhất là buổi tối ấy. Bởi vì ở đây thì cũng là khá là heo hút. Xong là dân cư thưa thớt. Không tập trung như nhiều nơi. Quanh quanh đây chỉ còn vẹn vài cái ngôi nhà thôi. Đấy, có khoảng cách cũng tương đối là xa nữa. Từ đây đến di chuyển đến những cái nhà kia là cũng phải cách vài chục mét, thậm chí là vài trăm mét cơ. Mà đến có một cái ngôi nhà nên là khi mà có việc gì xảy ra thì cũng rất là khó gọi nhau luôn. Rất là khó gọi nhau nên là nguy hiểm lắm. Cũng rất là mong là các em có được một cái ngôi nhà ổn định, cửa kiếc là đảm bảo nên là khi mà tối về đóng cửa ngủ thì sẽ yên tâm hơn. Đó. Uống nước đi. Đấy. Này. Hào đề. Này hào đề nhỉ. Lâu lâu không nói tiếng mông lại quên rồi đấy. Đợt nọ đi thấy mọi người đã vào mối. Em Sinh cho anh Tùa Điếc. Không như anh lo trêu đâu nhá. Sinh thì ban nay anh hỏi là Sinh bảo có người yêu rồi anh không biết. Yêu ở đâu anh không biết nhưng mà các cô đang bảo là mối cho một anh. Có một anh ở bên Mậu Duệ ấy. Có một đứa con rồi. Có nhà đẹp lắm. Có nhà đẹp. Cũng anh Hiệp xây cho. Căn nhà đẹp. Vợ thì trốn đi Trung Quốc rồi. Đấy, các cô đang bảo mối cho em Sinh. Nên mà lấy anh kia không. Đấy. Anh kia không biết là bao nhiêu tuổi anh cũng chưa được hỏi.
nhưng khả năng nó sẽ hơn tuổi anh ấy. Chắc cũng tám mấy cũng được, không sao cả. Nhà anh nhiều nương lắm, thích làm nương được, đi lại cũng dễ, có một đứa con gái. Đấy, thì mọi người đang bảo mối em sinh cho anh Tùa Điếc đấy. Đấy, câu chuyện là như vậy thôi. Cái này là còn như thế nào ấy thì là có thể là mối thì thành công, mà không không có thì tùy lựa chọn các em, bởi vì đây là do quyết định các em các lựa chọn nên là rất là khó. Nhưng mà dù sao thì mình Hiếu cũng nói vui thôi, và cũng đã dặn em sinh rồi là sau khi mọi thứ ổn định, đấy, em gì lớn rồi thì em sinh mới được đi lấy chồng. Đấy, không có là đi lấy chồng là bỏ mối cậu em út, cậu em bé tí xíu này ở một mình này cũng buồn đấy, cũng mệt đấy nhờ. Cái nền này hot được mấy ngày? Hả? Em hôm nay hôm nọ em chở hộ làm đúng không? Vâng, không hộ làm đâu. Không hộ làm à? Em đi học. À, đi học à? Làm được mấy ngày? Mấy ngày mới xong? Pelu à? 3 ngày. Pelu à? À, 3 ngày mới xong. Em Hiệp, anh Hiệp là định làm nhà ở chỗ nào? Làm từ chỗ này. À. Làm từ chỗ này đi à? Em Hiệp định là anh Hiệp định làm nhà ở đâu cho? Bảo chưa? Làm từ bên này vào đúng không? Còn bên này là làm vườn rau, vườn trước chuồng trại đúng không? Đấy, bên này là làm chuồng trại đúng rồi. Bởi vì là như em Hiệp chia sẻ thì trong video thì cũng muốn là không. Bởi vì là bố mẹ là như thế nên là cũng muốn lách đi một chút cái chỗ nền nhà cũ của bố mẹ để lại ấy. Nghĩa là ở cái phần đầu này ấy, ở cái phần đầu này thì sẽ dịch cái ngôi nhà về đằng này một chút, về cái sân này, này. Đợt trước thì chắc là để làm cái sân, và bên này thì sẽ làm, tới này sẽ làm chuồng trại rồi là các thứ ở bên này. Một cái tin rất là tích cực và một cái tin rất là vui đến với các em sau khi em Hiệp đến chia sẻ giúp đỡ các em, thì quả thực là các em đã sắp có được một cái ngôi nhà đáng mơ ước rồi. Nếu mà có được ngôi nhà rồi thì sau khi cậu Di cậu lớn một chút nữa thì đấy, bạn ấy mình Hiếu cũng hỏi thăm tâm sự chơi một chút là em sinh là mấy nữa là sẽ đi lấy chồng rồi. Như kiểu người Mông ấy thì là 17 tuổi là lấy chồng hết rồi đấy đúng không? Đúng. Phải không? Vâng. 17 tuổi làm gì còn cô nào ở nhà nữa đúng không? Vâng. Hết sạch không? Sạch. Hết sạch luôn đấy nhỉ. Vâng. 17 tuổi, 15, 15, 16 tuổi có khi còn đẻ rồi đúng không? Chắc 14 tuổi, 13 tuổi sắp đi lái rồi. Ôi dồi ôi. Đấy, thế là lấy chồng sớm quá. Lấy chồng sớm quá là khổ đấy. Vâng. Vất vả đấy. Đúng. Lúc đấy là chưa suy nghĩ được gì. Ừ. Chưa kiếm tiền được. Đúng không? Em không nhận không? Vâng, có. Lúc 15, 16 tuổi đúng làm gì đã kiếm tiền được. Đẻ con ra thì bao nhiêu thứ phải lo. Ừ. Đúng không? Đúng. Sữa cho con uống này. Nên là không có thì vất vả chưa? Em thấy là vất vả không? Đúng. Những bạn của em mà đi lấy chồng sớm là có vất vả hay là sướng? Nếu mà lấy phải nhà giàu thì chắc sướng tí đúng không? Đúng. Nếu mà lấy phải nhà nghèo thì vất vả lắm. Đúng. Nói thế thôi. Ừ. Bởi vì lúc đấy là chưa kiếm ra tiền. Đúng. Nên là khi nào mà bọn anh sẽ cố gắng là giúp đỡ nha chưa? Giúp đỡ hai em này thì lấy chồng muộn tí nhá, cố gắng lấy chồng muộn tí cho em trai của mình lớn tí đã nhá, cho mới đi lấy chồng được. Không có là khi mà đầu tư thì chắc chắn là sẽ có những cái dự án sinh kế, những cái cần câu để cho các em sau này có những cái món tài sản để đầu tư và phát triển kinh tế, cũng như là kiếm những cái đồng mà nuôi sinh hoạt hàng ngày ấy. Có là rất là khó, bởi vì các em nếu mà nguyên mà đi bám trụ những cái mảnh nương thì cực kỳ là khó luôn, khó để có thể kiếm ra tiền, kiếm ra những cái đồng mà đi mua này sắm nọ rất là khó luôn, nếu mà không có cái mô hình gì hoặc là cái dự án gì để phát triển kinh tế rất là khó. Đấy, cứ loanh quanh và quẩn những cái mảnh nương cực kỳ khó luôn.
Và cái đất của nhà em, đất của nhà em sinh là đến chỗ nào? Hôm nọ là xem rồi à? Xem với bố thống nhất rồi đúng không? Với bố của em thống nhất rồi đúng không? Thế nhà trên này là nhà à, nhà anh con cả đúng không? Con nhà bác của em à? Bác à. Thế đây là chú à? Đây không phải, đây là anh trai của chú. Anh trai của bác. Anh trai của bác là như nào? Anh, thế là anh này là anh của anh kia à? Phải không? Anh này là em trai, anh này là anh trai rồi. À, anh là anh trai. Vâng. Còn đây là em trai. Vâng. Cái đây à, Gigi. À đây phải không? Đây là em trai à? Đây à? Nhà kia là của anh này à? À. Thế là anh em hết thôi đúng không? Khu vực này anh em hết đúng không? Thế đất trên này có phải đất của sinh di không? Của bố. Của bố em hết à? Thế nên nhà này là cũng là đất của bố em à? Nhà này là đất của em nhưng mà bố cho. À. Thế ngày xưa là đất là vẫn là đất của bố em đúng không? Vâng. Bố em là cho à, bố của sinh đúng không? Vâng. Rồi. Thế là cũng chỉ được cái khuôn viên nhà thôi. Đằng trước này chắc là cho một tí đúng không? Cho trồng chuối này lên à? Vâng. Khu vực trồng chuối này lên là đất của đằng nọ là cho bố cho ấy à? Vâng. Cho nhà bố của sinh. Thôi đằng nào cũng là anh em thôi. Bây giờ các em cũng rất là khó khăn đúng không? Vất vả, bố mẹ chả có. Nên là mình có nhiều đất mà nhỉ. Đất thế, đất nhà em rộng phết đấy. Trên này là từ cái cây vầu này cũng là của em hết à? Ai giờ. Còn bên này cũng là đất của bố em cho à? Hay là đất của... Đất của bố cho. Cho hết à? Ô, thế đất của nhà em rộng phết nhỉ. Khu này là đất nhà em hết rồi gì nữa. Ừ. Rồi thế thì yên tâm quá rồi nữa. Rồi. Nhưng mà đấy anh bảo nếu mà tới này chuẩn bị làm nhà này à, bó ạ. Bảo em sinh ấy là cố gắng đi xem nước về. Cố gắng xem nước về. Khi nào mà chuẩn bị vật liệu vật lùng chắc là anh Hiệp anh sẽ vào làm cái công tác chuẩn bị trước. Ừ. Nước được lấy xa không? Xa lắm à? Sắp hành nối. Hành trên nối kìa. Ừ. Xa lắm à? Mấy cuộn ống? Ba bốn cuộn ống á? À. Đấy thì mọi người ạ, bởi vì là mình hiểu cũng thấy là cũng hỏi qua các em là bây giờ là nước không về nữa à, có? Vừa hỏi qua các em rằng là nước rất là hiếm luôn. Nên là cái bài toán mà khi xây nhà thì rất là khó đấy. Còn trong này không có một tí nào. Một chị Moa. Có hết rồi. Chị Moa rồi. À, đợt nọ Tuấn Markel vào dán cái vòi này chưa cho chưa? Cái vòi này chưa chưa đúng không? Chưa à? Hôm nào anh mang vào anh dán cho. Không có là tuột một cái là hết nước luôn. Tuột một cái là hết nước luôn đấy. Nên là nhưng mà ở đầu nguồn là vẫn về cái gì? Nước vẫn về cái gì? Ở đầu nguồn là về không? Về. Về vẫn về à? À. Thế thì hôm nào đi tìm về đi. Nước lúc nào phải có nhá. Khả năng lúc làm nhà ấy sẽ đào một hố để chứa nước, đào một cái hố nào đấy cho bạt lót vào xong là để chứa nước, không có là rất là khó. Vật liệu thì chắc là phải dùng xe máy chở rồi. Ở đây họ toàn chở xe máy hết à? Lấy vật liệu toàn chở lũng hồ lên à? Hay là lấy tận đâu? Xe ô tô vào đây được không? Hay là chở tận ngoài đường nhựa kia? Chở ngoài đường kia thôi. Đường nhựa kia? Xe ô tô họ không vào đây à? Không vào đây. Ừ. Thế cũng không qua quán cái
hai cô chú già già kia vào đây được à? Không vào à? Không vào. Ừ. Tôi phải ra ngoài đường nhựa kia lấy. À, thế thì cũng tương đối xa đấy. Nhưng mà xe bé thì chắc là mình Hiếu nghĩ là sẽ vào được, còn xe to thì rất là khó. Xe to thì khả năng là khó đấy, khó vào đấy. Xe bé thì sẽ vào được. À. Hôm nay là âm u lắm mọi người ạ. Đây, thời tiết khá là âm u. Mình Hiếu cũng vào đây để đưa tất cả quý vị đến thăm các em thôi. Còn số tiền của các em ấy hiện tại hình như là vẫn còn 2.8 triệu. Mình Hiếu cũng chưa, ngoài cái số tiền đấy là cũng chưa nhận được thêm số tiền nào cả. Nên là cái số tiền đấy là tới này chắc làm nhà thì mình Hiếu sẽ cũng góp vào cái số của tiền của em Hiệp để vào quỹ xây nhà cho các em. Nếu mà chỉ dừng ở số tiền đấy thì 2.8 triệu thì cũng được khoảng độ 2 tấn xi măng rồi. Đúng rồi, 2 tấn xi măng, khoảng độ 2 tấn xi măng. Hơn 2 triệu thì 2.8 triệu đi. Bây giờ xi măng đắt thì cũng không biết được giá cả như nào. Hoặc là sẽ được một xe gạch gì đó cho các em. Cũng là một cái số tiền cũng tương đối lớn rồi. Là cái tấm lòng của các cô ủng hộ trên kênh của Minh Hiếu cho các em. Bởi vì là nếu mà thông qua kênh của Tuấn Nắng Bạn cũng như là Minh Hiếu ấy, thì là nọ phương án Minh Hiếu đang bảo là trích cái số tiền quỹ 10 triệu kia. Nhưng tuy nhiên là hiện tại thì số tiền của em Hiếu cũng đã đủ làm nhà rồi. Thì ngoài cái số tiền ủng hộ cho các em thì Minh Hiếu sẽ không trích cái tiền quỹ mà ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn nữa. Đấy, tạm thời là như vậy đó. Đấy, thì hôm nay thì cái nội dung là như vậy thôi. Thì cũng rất là mong rằng là thông qua video là tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả quý cô bác nhà hảo tâm ủng hộ cho các bé, mỗi người một chút để các em có thể xây hoàn thiện được một cái căn nhà và những cái dự án sinh kế sau đó, ví dụ như ủng hộ mua dê, mua bò. Nếu mà sau khi chắc là em Hiệp xây nhà xong thì sẽ những cái khoản tiền thừa thì sẽ mua những cái con vật nuôi hoặc là xây những cái chuồng trại cho các em để các em có một cái vốn liếng sau này có thể là đầu tư phát triển lớn hơn, rồi là có cái nguồn thu nhập từ các cái chương trình dự án sinh kế mà đã được đầu tư. Bởi vì là ví dụ như kiểu em Vân hiện tại thì cũng rất là tốt, nhưng sau khi được đầu tư bò rồi là dê các em ấy tự mua về là bây giờ phát triển rất là tốt. Đấy, ví dụ như vậy chẳng hạn. Đấy, vẫn với cái mong muốn rằng là sau khi được những cái số tiền của quỹ nhà hảo tâm cũng là Mạnh Thường Quân ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn ấy, thì được đầu tư rồi thì sẽ có được những cái kết quả thơm thảo, những cái kết quả tốt đẹp, không có là cực kỳ là khó luôn. Đấy, ví dụ như hôm nọ mình Hiếu vào chia sẻ nhà em Bình Nhì cũng rất là khó, sau khi được đầu tư thì không biết là các em chăm sóc như nào, lại chết đi một con dê cũng rất là tiếc luôn, đang chữa nữa. Trong đấy là còn có 2 con dê con nữa, phải nói là rất là tiếc. Nếu mà không có vấn đề gì xảy ra thì các em này, sau khi đẻ ra khoảng độ 5-2 năm thì các em sẽ có một cái số tiền trang trải cuộc sống, phải nói là như đấy. Vậy đến đây thì Bình Hiếu cũng xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ở nhà hai chị em mồ côi Sinh và Di. Ngày hôm nay thì nội dung chỉ có vậy thôi. Và thông báo đến tất cả toàn thể quý khán giả là cái số tiền là vẫn còn, mình Hiếu vẫn còn giữ là hơn 2 triệu một chút, 2.8 triệu. Ở cái video trước mình Hiếu cũng đã công khai đấy, mình Hiếu cũng không nhớ lắm. Ngoài ra là cũng chưa nhận thêm được cái số tiền nào cả, bởi vì là mình Hiếu cũng khá là lâu rồi, hôm nay mới có dịp quay trở lại đây. Cuối cùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, xin chào nào. Xin chào. Ok.